tôi sơ mắt khi đứng dậy, anh nói rằng hãy yêu em và bên em người nhé. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chặt tới cuối con đường. Đến khi đi ngừng đầm và một đôi chân ngừng đi, thì anh yêu ơi xin anh hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi chặt tới cuối con đường. Trên đường đời mây mù giăng
xa xơ điều điều quanh nơi đây lạnh giá buồn quên tháng ngày ngày anh đến gần em rất nhẹ nhàng nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời.
cho tiếng dù là một giây. Sông trôi, sông làm xanh biển đôi bờ.
trở về sông Lam một dài xanh như ngọc với đôi mắt ai buồn tai tê xa xa mây phủ non hồng nến đã vàng hoa cài nở bên sông câu hát dân thương thương sông đây đâu phải xa xôi, tên xin em đi lấy chồng, đôi mắt người thương nghiêng vành nón, sợ đơn chi giữa bên sông buồn, em nọ ngỏ lời anh chờ đợi sớm tối, đi hoa tình thi hoa phải nở, anh xuống núi đò em về bên nhớ nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn từ đồ chi tay anh phiêu bạt muôn phương nay trở về quê đò gác bên rồi nghe câu ví dặm người ơi sương chiều ướt lành sóng trôi sông Lam xanh biển mà anh lỡ hẹn chỉ đò xa sông Lam bên nở bên buồn mà anh lỡ hẹn với người anh thương từ đồ chi tay anh phiêu bạt muôn phương nay trở về quê đò gác bên rồi nghe câu ví dặm người ơi sóng trôi Lam xanh biển đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyện đò xa sông Lam bên lỡ bên buồn mà anh lỡ hẹn với người anh giống Trịnh Hà đấy ạ. Cho anh yên giấc ngủ ngon.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô dì chú bác, kính thưa các vị khách quý, hôm nay là ngày đại lễ của hai cháu Khắc Duy và Ngọc Lan. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các mọ, các bà đã bớt chút thời gian đến đây để chứng kiến sự giao lễ của gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Nay đã đến giờ khai tiệc, thay mặt gia đình xin mời các mọ, các bà ta hãy lưng chén rượu để chúc phúc cho hai cháu và mừng cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn.
Thank you.